Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý khán thính giả thân thiết của Tử Vi Trắng đã luôn dành thời gian mỗi tối để theo dõi những video mới nhất của chúng tôi. Và tối nay, như thường lệ, chúng ta lại được cùng nhau tâm tình những chủ đề giản dị mà thiết thực của cuộc sống. Quý vị có để ý rằng là khi yêu nhau, chúng ta thường nhìn thế giới bằng lăng kính màu hồng bao nhiêu, thì khi lấy nhau rồi, cuộc sống sau hôn nhân lại thay đổi nhiều bấy nhiêu không? Và vợ chồng sau vài năm chung sống thì sẽ dễ rơi vào trạng thái là hôn nhân nguội lạnh. Có lý do cho điều này cả đấy. Hãy cùng lắng nghe trong video ngày hôm nay. Vì sao sau khi kết hôn, vợ chồng dễ chán nhau? Có một điều trong thực tế hiện nay, các bạn dễ nhận thấy là khi yêu, người ta thường thề non hẹn biển. Kiểu như, anh mà không gặp được em hay có được em thì chắc anh không sống nổi trên đời này nữa. Em là lẽ sống đời anh. Kiểu kiểu vậy. Nhưng sau một thời gian dài yêu nhau, sau khi đã no sôi chán trẻ, hiểu hết về nhau hoặc kết hôn, thì người ta lại đâm ra chán nhau. Điều đó có những nguyên nhân của nó mà không phải ai cũng để ý. Trong video này, tôi sẽ chỉ cho bạn nguyên nhân khiến cho vợ chồng sau khi kết hôn thường chán nhau và cách giữ lửa hôn nhân cho gia đình mình luôn được nồng cháy như lúc mới yêu. Hãy cùng lắng nghe những bí mật sau đây. Thứ nhất, khi lấy nhau về, ảo tưởng của cả vợ và chồng sẽ đều biến mất. Mọi tật xấu sẽ bị lộ ra. Ở bên nhau nhiều, mọi thứ ẩn giấu sẽ được phơi bày ra ánh sáng. Người ta thường nói, tình yêu là mù quáng. Khi một đôi nam nữ yêu nhau, thời gian gặp mặt nhau thường rất ít. Thi thoảng hai người mới hẹn hò đi chơi. Ngoài ra còn phải đi làm, đi học. Cả đàn ông và phụ nữ chỉ biết nhau qua vẻ bề ngoài, qua một vài câu chuyện, một vài dòng tin nhắn. Đàn ông thì khoe điểm tốt, khoe cách tài. Phụ nữ thì ăn mặc diện, ăn nói dịu dàng dễ mến. Nên ai cũng tưởng người kia hoàn toàn tốt. Đến khi kết hôn rồi, nào là đủ thứ tật xấu lộ ra. Có ông thì rượu chè bê tha, chửi đánh vợ. Có ông thì lô đề cờ bạc, gái gú. Phụ nữ cũng chẳng kém. Có chị thì lười làm ham chơi. Có chị nói nhiều như quạ, suốt ngày chì chiết chê chồng, như mẹ quát con. Tiền bạc đi làm về, bắt nộp hết. Khác hẳn so với thời chưa cưới. Một tình yêu trưởng thành là phải hiểu ra rằng hôn nhân không chỉ là toàn màu hồng đẹp đẽ. Người yêu nhau đích thực, họ sẽ hiểu ra rằng ai cũng có mặt tốt, mặt xấu. Tôi thương anh, tôi thương em, không chỉ vì anh nói những lời ngọt ngào hay anh phải làm cái này, cái kia, tôi mới yêu anh. Mà tôi yêu thương anh không vì một lý do, điều kiện nào hết. Nếu một người mẹ đã sinh con, thì dù đứa con có phạm phải lỗi gì, dù đứa con có nghiện ngập hay gây tội ác nào, thì tình yêu của mẹ dành cho con vẫn không bao giờ thay đổi. Vợ chồng mà yêu thương nhau được như thế thì sẽ mãi hạnh phúc, được dài lâu. Thứ hai, khi kết hôn bị kiểm soát quá mức. Trước khi cưới, ai cũng có công việc gia đình riêng, cho nên việc quản lý nhau rất khó khăn và dường như là không thể. Anh đã là gì của tôi mà anh đòi quản lý tôi? Tôi đã là chồng cô đâu mà cô đòi kiểm soát tôi từng tí như vậy? Kiểu kiểu nó như thế. Nhưng mà đến lúc kết hôn thì lại khác. Vợ muốn kiểm soát chồng vì sợ chồng đi tán gái lăng nhăng bên ngoài. Chỉ muốn mình sở hữu chồng thôi, không ai được đụng vào. Kể cả những lúc chồng đi nhậu với bạn bè hay ngồi chơi game trên điện thoại mà không chú ý gì tới vợ là không được, là vô tâm. Đấy, cứ thế thì khác gì ở trong tù. Cha con tí tự do nào thì ai mà chả chán. Còn các ông chồng thì cũng không kém, cũng muốn kiểm soát sự tự do của vợ mình. Vợ đi làm là phải về nhà, nấu ăn, giặt giũ, không muốn cho đi chơi tụ tập với bạn, mất việc, mà lại dễ hư hỏng, cha giải quyết việc gì. Thông thường nhiều người phụ nữ khi lấy chồng sẽ cam chịu điều này và ở nhà. Họ được sinh ra bởi bản năng làm mẹ. Cùng với đó là những giáo lý đã được truyền dạy hàng ngàn năm ở các nước phương Đông.
đã ăn sâu vào tư tưởng rằng phụ nữ chỉ nên phục vụ chồng con, không nên ham hố việc của xã hội nhiều. Nhưng với người đàn ông, họ luôn muốn thể hiện cái tôi của mình, kiểu như đàn ông là phải giao tiếp, phải được quyền tự quyết trong gia đình. Việc một người phụ nữ suốt ngày cấm đoán chồng, rồi thì cau có cằn nhằn suốt ngày, sẽ khiến họ chán ghét. Càng chán, họ lại càng đi ra ngoài nhiều. Và càng vậy, thì người vợ lại càng cằn nhằn. Điều đó lại tiếp tục thúc đẩy anh ta bước ra khỏi ngôi nhà, vân vân. Đây là một cái vòng luẩn quẩn cứ lặp lại mãi nếu như vợ chồng không chịu nhận ra. Cách giải quyết rất đơn giản. Mỗi người cần có sự tự do của mình. Mỗi người đều là một con người riêng biệt, không ai giống ai. Chuyện có những sở thích khác nhau là điều hoàn toàn bình thường. Có người thích xem phim Hàn Quốc, có người lại thích bóng đá. Vậy nên ngoài thời gian bên nhau, vợ và chồng hãy tôn trọng, dành cho nhau thời gian riêng. Chính điều này lại làm cho tình yêu thêm chiều sâu, thêm vẻ đẹp của nó, khi hai người lại quay về bên nhau. Bạn không thể ép một người yêu thích bạn hay yêu cái điều mà bạn đang thích. Điều duy nhất bạn có thể làm là làm cho mình trở nên đáng yêu hơn, hoặc làm cho sở thích của bạn trở nên thú vị hơn. Hãy làm cho mình trở nên đáng yêu hơn, mềm mại, dễ chịu hơn. Bạn cho vợ chồng của mình được tự do, luôn tâm lý và yêu thương họ. Trong khi bên ngoài đời thì toàn những lừa lọc, ganh đua, thị phi vẫn diễn ra. Họ sẽ sớm nhận ra là bạn chính là chỗ dựa cuộc đời. Tự khắc, họ sẽ tìm về bên bạn và trân trọng bạn suốt đời. Thứ ba, người ta thường ước ao những gì mình chưa có, luôn luôn muốn những cái tốt hơn cái hiện tại. Tâm lý con người ai cũng vậy, cả thèm chóng chán. Lúc bạn nghèo đói, bạn ăn cái gì cũng thấy ngon. Nhưng lúc bạn nhiều tiền, mua cả đống đồ đắt tiền về ăn, cũng chẳng thấy ngon nữa, cho dù lúc đó vẫn đang đói. Chính vì vậy, một người đàn ông hay một người phụ nữ luôn thấy chồng bạn mình, vợ bạn mình sao lại thu hút thế nhỉ? Người chưa có vợ đẹp thì khát khao có vợ đẹp. Người có chồng nghèo thì khát khao có chồng giàu. Người có chồng giàu nhưng vô tâm lại khát khao có chồng biết quan tâm đến vợ. Hãy chấp nhận thực tại, trân quý những điều đơn giản xung quanh. Một người bình thường thì điều gì càng khó có được thì càng khao khát, càng điên cuồng theo đuổi. Chính vì vậy sẽ tạo ra khổ đau. Những điều bạn phải khó theo đuổi nó trong một thời gian dài, cảm giác khát khao, tham vọng, dằn vặt, bứt rứt, khó chịu, trông chờ, nó sẽ tạo ra khổ sở. Nhưng đạt được rồi thì bạn lại nhanh chóng thấy chán, chẳng hài lòng được lâu. Chẳng hạn như bạn mơ ước mua được một chiếc điện thoại đắt tiền hay cái túi xách hàng hiệu vậy. Sau thời gian tích cóp, bạn mua được về. Liệu nó có đem lại cho bạn sự sung sướng lâu dài như trong trí tưởng tượng mà bạn vẫn thường nghĩ không? Chắc chắn là không, đúng không nào? Vậy nên, những người có trí huệ ở trên đời ấy, họ không quý những thứ khó có được. Họ không nghĩ là khi mình trở thành tỷ phú sẽ hạnh phúc. Được làm giám đốc, tôi sẽ hạnh phúc. Lấy được người vợ xinh như hoa hậu, tôi sẽ hạnh phúc. Mà họ trân trọng những điều nhỏ bé, giản đơn. Có thể là cuộc nói chuyện với một cụ già, vui đùa cùng đứa bé, đọc một cuốn sách hay, ăn một bữa cơm sum họp với gia đình. Hay chỉ đơn giản là đi dạo phố với người mà mình thương. Chỉ khi tham vọng đã ngừng thì bạn mới có thể hài lòng với những gì đang có. Để có được một tình yêu bền vững thì một trong những yếu tố cần thiết là phải biết trân trọng những gì bạn đang có trong hiện tại. Bây giờ và ở đây, những thứ mà giờ đây đã trở thành quen thuộc đối với bạn. Thứ tư, con người ta thường ưa sự mới lạ và thường nhàm chán với điều cũ. Tâm trí của con người vốn là ưa điều mới và thường cảm thấy chán với điều cũ. Đó là một sự thật
trong cuộc sống đã được chứng minh chứ không phải là chém gió. Bạn hãy quan sát mà xem. Trong cuộc sống, đa số người ta cứ thích xem bộ phim mới, đọc sách mới ra, đi du lịch những nơi mới, vân vân, hay đọc những tin tức mới. Nhưng hãy để ý mà xem. Đọc xong một thời gian, bạn sẽ quên gần hết nội dung. Nhưng theo thói quen, sẽ cứ ảo tưởng mình đã biết hết, hiểu hết, sẽ chẳng tìm đến những nội dung cũ nữa. Bởi vậy nên, có mấy người chọn tìm về những điều đã cũ đâu. Tất nhiên, không hẳn đúng 100% được. Vẫn có ngoại lệ, nhưng rất hiếm hoi. Ví dụ đơn giản, tôi thích diễn viên võ thuật Lý Tiểu Long. Tôi đã tìm xem hết phim về anh ta, hay đọc hết các thông tin rồi. Chẳng còn điều gì mới cho tôi tìm hiểu nữa. Thì lúc nào tôi thích, tôi phải tìm lại những thông tin cũ mà thôi. Còn nếu có thông tin mới, tôi cũng ít khi đọc lại. Nắm được thị hiếu đó, ngày nay các bạn cứ để ý mà xem. Những chuyên gia quảng cáo, họ luôn rêu rao rằng cái áo này cũ rồi, chiếc điện thoại của bạn lỗi thời rồi, phải thay cái mới. Điều đó là sự sanh điệu, là bắt kịp thời đại, vân vân. Và tất nhiên, nếu mà người ta không có tâm lý ưa điều mới, thì có lẽ ngành quảng cáo sẽ thất bại thảm hại. Con người không phải là đồ vật, con người là dòng chảy luôn biến đổi. Mỗi con người luôn thay đổi, bởi cuộc sống này là sự thay đổi không ngừng. Mỗi một con người là điều khác biệt, là có tính cá nhân mà khó trùng lặp với ai. Và con người ngày hôm nay đã khác hôm qua rồi. Nhưng bạn cứ nghĩ rằng bạn đã hiểu hết vợ mình, người yêu mình. Không vì bạn cứ sống theo thói quen, bạn cứ nhìn bông hồng hôm nay mà thực ra mắt bạn bị bao phủ bởi quá khứ, bởi những bông hồng trong quá khứ. Chẳng có thực tại nào ở đây cả. Con người không giống với một cuốn sách đọc xong rồi, nội dung vẫn cũ. Con người là sự thay đổi, là sự linh hoạt và mới mẻ. Nhưng bạn lại cứ sống trong thói quen và thành kiến cũ của mình. Dường như người kia bây giờ đã mất đi vẻ sống động. Cũng chỉ là vật chất, vì nó vẫn vậy. Và có một sự thật là điều mới của bạn hôm nay thì ngày mai sẽ cũ. Bạn lao vào vòng xoáy tìm kiếm điều mới bất tận, một cách gấp vội, chẳng còn thời gian để sống chậm đi, cảm nhận vẻ đẹp của cuộc sống này.